Nhà của chúng ta bị hỏng rồi. Ồ, chuyện gì vậy các con? Mẹ ơi, chúng con cần một ngôi nhà mới. Mẹ có ý này, đi nào. Yeah, yeah. Mẹ có một ngôi nhà mới cho con. Nhìn này. Nhưng chúng ta cần chìa khóa để vào. Con cần tiền để lấy chìa khóa. Bây giờ mình có $1. Mình có cái màu đỏ. Mình có $5. Mình có chìa khóa màu xanh. Mình có 100. Mình có chìa khóa xanh. Nào các con, hãy tìm đi. Đây là phòng của con. Hả? Mình có màu xanh. Đây là tầng của con, cố lên. Chris, túi của con. Ồ, căn phòng thật lớn. Chiếc giường đẹp thật. Ồ, TV. Có nhà bếp ở đó. Mình thích nó. Mẹ có tầng 3. Ồ, phòng của mình. Được rồi. Phòng mới của mình. Mình thích nó. Mình thích màu hồng. Được rồi. Ôi, mèo con của mình. Sofa cho con mèo của mình. Nó dành cho bạn. Ôi. Được rồi, dọn dẹp thôi. Thoải mái chút nào. Ồ, vậy thì chơi thôi.
mình nhận được gì nè. Bắt nó. À, hiểu rồi. Mình đói. Tìm tủ lạnh thôi. Hãy hỏi mẹ nhé. Mẹ ơi, con đói. Con muốn gì? Con đói. Được rồi, đừng lo, một giây thôi. Sữa và trứng. Okay. Ôi. Bánh kép ngon quá. Chris. Chris, bánh kép đã sẵn sàng. Cái này là cho con. Cảm ơn mẹ. Con cũng muốn. Đừng lo nhé. Michael, con có muốn ăn trứng không? Oh. Được rồi. Oh. Oh, dừng lại. Tôi với, ngôi nhà đang cháy. Đừng lo lắng thưa cô, tôi sẽ giúp cô. Oh, cảm ơn. Các con, nhìn kìa. Các con, chúng ta cần một ngôi nhà mới. Yeah. Đi thôi các con. Yeah, đi thôi. Có lẽ ai đó có thể giúp mình. Này, của anh. Của em. À, ba. Lê. Mẹ đâu rồi nhỉ? Ừ. Hãy đi tìm mẹ. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ủa? Mẹ ơi, mẹ đây rồi. À, chào các con có thể giúp mẹ không? Đồng ý. Mẹ đang làm gì vậy mẹ? Mẹ đang xây dựng một ngôi nhà 3 tầng. Tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Wow, nó sẽ là một ngôi nhà khổng lồ. Đã đến lúc xây rồi. Đúng vậy. Chúng ta cần thêm khối. Được thôi. Chào, chúng tôi cần thêm khối. Ok. Máy bay trực thăng đang đến. Nikki, qua đây. Cho con giữ nó. Siêu thật. Tầng trệt đã sẵn sàng chưa? Ồ, chưa xong. Nó sẽ là một ngôi nhà đẹp. Tầng 1 đã làm xong. Oh yeah. Oh. Làm tốt. Cô là Nikki. Nó cao hơn mẹ luôn. Yeah. Nikki, con có thấy flash đâu không? À, flash đây rồi, mẹ bắt được rồi. Tầng 1 xong, tầng 2 xong, tầng 3 chưa xong. Nhanh lên Nikki, hãy đi làm thôi. Được thôi. Oh yeah. Nhanh lên. Dừng lại. Oh, tầng 3 sẽ là nơi tuyệt vời nhất. Đúng vậy. Hoàn thành. Các con, nhà của chúng ta đã sẵn sàng. Yeah. Các con, mẹ đến đây. Mẹ chọn tầng 3.
Con muốn ở tầng 2. Đồng ý. Mình thích ở tầng 2. Chào Nikki. Chào Black. Chào các con. Tôi ở đây. Ha ha. Ô, con trai, chúng ta cần đồ nội thất. Con sẽ gọi cho đồ nội thất. Và em nữa. Xin chào số đồ nội thất. Ok. Ok. Phòng của con. Đẹp. Ngôi nhà thân yêu. Chào mừng đến phòng của mình. Ta có tivi. Của mình. Con trai, Flat, Nikki, chào mừng con đến với phòng của mẹ. Tuyết. Con thích nó không? Dạ thích. Mẹ cũng vậy. View đẹp, con có thích không? Dạ thích. Tuyết. Ra đây các con. À. Yuhu. Oh. Wow. Oh. Nhanh lên. Yuhu. Nhanh lên. Hầu các con tôi.